Đại diện bến xe miền Đông, bến xe miền Tây nhận định khách đi lại qua bến xe dịp lễ 2 tháng 9 tới sẽ tăng cao. Các bến đã lên kế hoạch kỹ càng, đảm bảo phục vụ và giá vé tăng tối đa 40%. Đại diện bến xe miền Đông cho biết dịp lễ 2 tháng 9 này, người dân được nghỉ 4 ngày nên lượng khách đi du lịch về quê dự báo tăng vọt, dự báo khách đạt khoảng 105.000 người. Đối với giá vé dịp lễ năm nay, bến xe khuyến khích đơn vị vận tải không tăng, những trường hợp tăng thì chỉ 20-40%. Tương tự, tại bến xe miền Tây, các nhà xe kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Riêng đối với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường, bến xe miền Tây dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai để xây dựng bảng giá vé cho phù hợp.